chúng ta sử dụng Canva để vẽ nên những vòng tròn cho bức hình mandala. Vòng tròn đầu tiên, cá bán kính là 1,5 cm. Vòng tròn thứ hai, cá bán kính là 2 cm. Vòng tròn thứ ba, cá bán kính là 2,5 cm. Vòng tròn thứ tư, cá bán kính là 3 cm. Vòng tròn thứ năm, cá bán kính là 4 cm. Vòng tròn thứ sáu, cá bán kính là 5 cm. Vòng tròn thứ bảy, cá bán kính là 6 cm. Sau đó bạn hãy chia vòng tròn này ra thành 16 phần đều nhau. Thank you.
Mình đã hoàn thành xong bức vẽ mặt trời mandala. Cảm ơn các bạn đã xem. Hy vọng các bạn có thật nhiều sự thư giãn. Nếu bạn yêu thích video của mình, hãy đăng ký và chia sẻ. Subscribe or share đến mọi người.